15 lời hứa cho những ai siêng năng lần chuỗi mân côi. Tất cả hội viên hội mân côi và những ai không ở trong hội mà có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi thì cũng nên hiểu biết và thuộc 15 điều Đức Mẹ đã hứa qua Thánh Dominico cho những ai siêng năng đọc kinh mân côi. Sau đây là 15 lời hứa. Chúng ta cần phải đọc đi đọc lại 15 lời hứa này vì nó rất quan trọng. 1. Những ai đọc kinh mân côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh mân côi. 3. Kinh mân côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, phá tan các ngụy thuyết. 4. Kinh mân côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn. 5. Linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng kinh mân côi sẽ không bị hư mất. 6. Ai đọc kinh mân côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử. 7. Những ai tôn sùng kinh mân côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết. 8. Ai mổ mến chuỗi mân côi khi lâm tử sẽ được chia sẵn nghiệp trên thiên đàng. 9. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng đọc kinh mân côi. 10. Con cái trung thành với kinh mân côi sẽ được hưởng vinh quang trên trời. 11. Nhờ lần hạt mân côi, mẹ sẽ ban cho hết những gì mình xin. 12. Những ai truyền bá chuỗi mân côi được mẹ giúp đỡ trong lúc khó khăn. 13. Những ai truyền bá chuỗi mân côi được cả thiên quốc cầu bầu khi sống và khi chết. 14. Những ai đọc kinh mân côi đều là con cái mẹ và anh em với Chúa Giê-xu. 15. Tôn sùng chuỗi mân côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi. Lời bàn. Với 15 lời hứa này thì quả là Đức Mẹ đã quá thương con cái mẹ khi siêng năng lần chuỗi mân côi. Đến ngay như Chúa Giê-xu khi hiện ra với thánh nữ Maria Alan Cocker truyền bá sự tôn sùng thánh tâm Chúa, hoặc thánh nữ Faustina truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Ngài cũng không đưa ra những lời hứa nào hấp dẫn như vậy. Chúng ta hãy chịu khó lần hạt thì được hưởng 15 ơn này, nhưng không. Tạ ơn Chúa.